Top 10 loài mèo đắt nhất trên thế giới Mèo là loài động vật vô cùng đáng yêu và hiền lành. Một số loài có thể có sẵn trong tự nhiên, nhưng có những loài được tạo ra bằng phương pháp lai tạo. Tùy vào độ hiếm có mà giá để sở hữu một em mèo cũng dao động từ vài trăm đến hàng chục ngàn đô la Mỹ. Vị trí thứ 10, Russian Blue mèo Nga mắt xanh, giá dao động từ 400 cho tới 2.000 đô la Mỹ. Russian Blue là giống mèo Nga mắt xanh có màu lông hơi xám nhưng rất dày và bông. Đây là giống mèo rất kiền lành và thân thiện, có thể quấn quýt bên bạn cả ngày mà không hề làm phiền bạn. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó cũng bộc lộ bản tính tự nhiên và yêu thích sự tự do nhiều người tin rằng mèo nga mắt xanh sẽ mang lại nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Để sở hữu một em mèo này, thì bạn sẽ phải bỏ ra mức chi phí dao động từ 400 cho đến 2.000 đô la Mỹ. Vị trí thứ 9 là mèo Serengeti giá là 2.000 đô la Mỹ. Mèo Serengeti lần đầu tiên được lai tạo vào năm 1994 tại California. Trong lượng trung bình của loài mèo này, dao động từ 8 cho tới 12 kg. Đây là loài sinh vật mạnh mẽ với đôi tay lớn, lông đốm và đôi chân dài. Bạn có thể sẽ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài duyên dáng, năng động, dậy tính, hòa đồng và vui tươi của nó. 600 đến 2.000 đô la Mỹ là mức giá của anh bạn này. Số tám là mèo ẹp 2.000 đô la Mỹ. Mèo ẹp là một giống lai chó được uh, lai tạo trong năm 2006. Và điều không bình thường là những chú mèo này không có lông, tài công và hướng về phía trước. Eo cực kỳ thân thiện, thông minh, tinh nghịch và là loài mèo rất biết quan tâm. Do vậy, giá để sở hữu cũng không hề rẻ, lên đến 2.000 đô la Mỹ. Số 7 là mèo Tiger, giá là từ 500 cho tới 3.000 đô la Mỹ. Mèo Tiger là loài mèo có hình dạng bên ngoài giống hệt một con hổ, được lái tạo vào năm 1993. Nhiều người cho rằng Tiger được tạo ra để khiến cho mọi người phải quan tâm nhiều hơn đến giống hổ hoang dã. Kích thước của Tiger không hề giống một món đồ chơi, Toy như tên gọi của nó, khi cân nặng là 7-10kg. Giống mèo này rất yên tĩnh, dễ huấn luyện và rất thông minh. Giá của một chú hổ nhỏ này là từ 500 cho tới 3.000 đô la Mỹ. Số 6 là American Curl, mèo Mỹ tai xoắn, giá là từ 1.000 cho tới 3.000 đô la Mỹ. American Curl hay còn gọi là mèo Mỹ tai xoắn đã đến với thế giới của chúng ta vào năm 1981. Điểm thu hút giống như tên gọi là những chú mèo này có một đôi tai hơi xoắn hướng về phía trước như là một cặp sườn nhỏ. Và điều thú vị hơn là khi sinh ra, đôi tai hoàn toàn thẳng và ngày thứ hai chào đời, nó mới bắt đầu công dần lại. Những chú mèo này rất thân thiện, thông minh và nghịch ngợm. Bạn sẽ phải bỏ ra mức giá là từ 1.000 cho tới 3.000 đô la Mỹ để có được một em American Cornet. Số 5 thuộc về loài mèo Bengal mức giá từ 1.000 cho tới 4.000 đô la Mỹ. Mèo Bengal có lớp lông bên ngoài giống như loài báo được lai tạo trong năm 1980. Khi trưởng thành thì nó có thể nặng từ 4 cho tới 8 kg. Mèo Bengal thường rất nhẹ nhàng, hòa đồng, thông minh, nhưng đồng thời cũng là loài động vật vô cùng nhạy cảm. Chúng có một số thói quen khá đặc biệt, ví dụ như là thích ngồi lên vai của người chủ nhà mình thích tắm rửa và bơi lội. Nếu bạn có từ 1.000 cho tới 4.000 đô la Mỹ thì đừng ngần ngại sở hữu một em nhé. Số 4 là mèo safari giá từ 4.000 cho tới 8.000 đô la Mỹ. Safari là một giống mèo quý hiếm được tạo ra trong năm 1970 để nghiên cứu bệnh bạch cầu. Safari vẫn có những nét nguyên thủy từ tổ tiên là mèo nhà và mèo hoang dã dạ Girlfriend. Những chú mèo này khá thân thiện, thông minh và năng động. 4.000 tới 8.000 đô la Mỹ là giá của những chú mèo safari. Vị trí thứ ba đã thuộc về mèo Kalmeni, giá là từ 7.000 cho tới 10.000 đô la Mỹ. Kalmeni là những chú mèo có từ thế kỷ thứ 14. Chúng thường được nuôi dưỡng trong các gia đình hoàng gia Siam cổ đại. Kalmeni được coi là một biểu tượng của sự may mắn, tuổi thọ và sự giàu có. Những điểm ở Khao khiến cho bạn bị thu hút là lớp áo trắng như tuyết, đôi mắt mạnh mẽ, có thể là màu xanh, màu vàng hoặc là nhiều màu khác. Những chú mèo này rất thông minh và năng động. Giá của chúng dao động từ 7.000 cho tới 10.000 đô la Mỹ. Vị trí thứ hai đã thuộc về mèo Choisy, giá từ 8.000 cho tới 10.000 đô la Mỹ. Mèo Choisy được lai tạo lần đầu tiên vào năm 1960. Những chú mèo này có nét duyên dáng, chân dài, lông ngắn và một đôi tay lớn. Josie thực sự rất thông minh và tràn đầy năng lượng. Do tập tính xã hội mà Josie không thích ở một mình, thích sống cùng với con người, mèo hoặc là loài chó khác. Giá của những chú mèo này là từ 8.000 cho tới 10.000 đô la Mỹ. Vị trí số 1 đã thuộc về mèo Savannah, giá là từ 4.000 cho tới 22.000 đô la Mỹ. Savannah là loài mèo quý giá nhất ra đời vào năm 1986. Trọng lượng của nó có thể đo lường lên tới là 15 kg. Sinh vật này có đôi chân dài, cơ thể gầy, tay lớn và một lớp lông dày. Chúng cũng rất thông minh, thích yên tĩnh. Nhưng nhiều khi là chúng cũng khá nghịch ngợm và tò mò. Do vậy nên là những người chủ sở hữu cần có một không gian rộng đủ lớn để đáp ứng được bản tính tự nhiên của nó. Chúng rất thích bơi lội và đi dạo ngoài trời. Giá dao động của mèo Savannah từ 4.000 cho tới 22.000 đô la Mỹ. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.